Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ sáng thứ 3 27 tháng 2, ngày thứ 734 của cuộc chiến Ukraine. Và vâng, từ tối ngày hôm qua đến giờ thì rất nhiều quý vị đã bình luận và hỏi về vấn đề liên quan tới cái xe tăng Abrams đầu tiên của người Mỹ, đúng không ạ? Một cái loại vũ khí người ta gọi là Wonder Weapon, thần khí, thánh khí hay là gọi là vũ khí thay đổi cuộc chơi đã bị Nga tiêu diệt. Và người tiêu diệt nó thì lại là một cái UAV Lancet, như vậy là cái UAV Lancet của Nga đã hoàn thành cái bộ siêu tập tiêu diệt ba vũ khí thay đổi cuộc chơi của phương Tây là Leopard, Challenger và Abrams của Đức, Anh, Mỹ. Và có khi chúng ta đến luôn với lại cái chiến trường đã diễn ra cái sự vụ kể trên. Sự việc diễn ra ở chiến trường Adipka, chiến trường mà những ngày gần đây chúng ta đã nói rất nhiều. Điều này cho thấy một cái vấn đề là Ukraine đang rất là... Mình gọi là bị dồn vào chân tường đây đúng không quý vị? Bởi vì họ đã từng hứa với người Mỹ là nếu không có việc khẩn cấp thì không có tung cái xe tăng ra. Sợ là mất mặt cái gọi là vị thế siêu cường mà biểu tượng trên mặt đất của nó chính là cái xe tăng Abram và chúng tôi liều mình uh, tung video ra một cái xem thế nào đây rồi áp ram đây rồi nó chạy ở cái làng Bedychi đấy quý vị ạ. đấy tức là bây giờ đấy là cái tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine ở cái uh, gọi là cái thất tinh trận ngay đằng sau Adipka đấy đây là hình ảnh trước khi nó chuẩn bị tấn công và phát uh, bị cháy nổ Lộ trình của nó thì như thế này, nó đi từ đây xuống, đấy, ra đến BDG này, bắn một vài cái, rồi đi lòng vòng thế nào đó, và cuối cùng bị tiêu diệt ở cái khu vực uh, lân cận này. Không được hỗ trợ hỗ trước gì. Một cái xét uh, gọi là rẻ tiền của phía Nga, trị giá khoảng uh, chục nghìn đô, đã tấn công phá hủy một cái con Abram uh, gần chục triệu đô. Vâng, uh, trên dưới 10.000 đô, tấn công phá hủy gần chục triệu đô nhìn chung thì nó là một cuộc chiến không cân sức đúng không ạ à, xe tăng thì không bao giờ có cơ hội để đánh lại uav rồi à, thì như vậy là cái câu chuyện ở đây nó có những cái điều muốn nói là gì à, như chúng ta đã trao đổi thôi xe tăng bây giờ thì nó chỉ là cái bị thịt thôi đúng không ạ à, gọi là một cái xe tăng nó hơn hẳn những xe tăng khác khi mà có mỗi hai cái xe tăng ấy nó đấu với nhau thì lúc bây giờ nó có ý nghĩa hoặc là những trận đấu tăng như là chiến tranh thế giới lần 2 nhưng mà bây giờ rất ít rồi chúng ta hãy thử xem là vì cái vai trò của xe tăng trong quá khứ nó quá lớn cho nên nó đã xuất hiện ra hàng nghìn kẻ thù à, những kẻ thù đầu tiên bây giờ nó chết chóc nhất nó chính đầu tiên thì phải kể đến nó cũng chính là cái tăng đã đúng không ạ Đấy, cái tăng thì bây giờ nó cũng có loại tăng mà nó chuyên đi nó giết tăng rồi các cái loại xe bọc thép mà chuyên đi săn lùng tăng các xe không người lái như terminator của nga cũng săn lùng tăng như vậy là riêng liên quan đến xe và tăng thì nó đã có hai cái loại như vậy rồi. Rồi bây giờ mìn thì cái áp ram hay là áp gì chăng nữa gặp mìn chống tăng là nó cũng chết. Mìn nó cấy ở mặt đất bắn từ xa đến như thế này, mà nó nhìn thấy con áp ram chạy vòng vèo cách nó khoảng độ một khoảng uh, được chỉ định nào đó về kỹ thuật nó đuổi theo, Đấy nó bám vào và cũng phát nổ. Như vậy là chúng ta thấy có mìn uh, trực thăng đây là cái loại mà chết chóc nhất với xe tăng trong chiến dịch uh, quân sự của nga này thì trực thăng cá sấu của nga cộng với tên lửa chống tăng tên lửa mà đa năng của họ đã tiêu diệt uh, có thể nói là số lượng lớn nhất liên quan đến xe tăng đúng không ạ như vậy là tên máy bay trực thăng uh, uav đương nhiên rồi chính uav mới cái là cái là cái nỗi khiếp sợ nhất uh, và chúng ta đã thấy là nó quá rẻ tiền nó quá dễ điều khiển một con uav Nghìn đô và nghìn đô đã có thể làm bốc hơi một con tăng xịn sò biểu tượng, đúng không ạ, của thế giới phương Tây. Tất nhiên, súng chống tăng là đương nhiên rồi. Súng chống tăng bây giờ thì nó cũng rất khác ngày xưa. Nó là toàn loại vũ khí dẫn đường, có nghĩa rằng là chạy xa đến mấy. Nga đã từng nấp ở một vị trí bắn chết một cái xe tăng cách đấy 8 km, thì chúng ta thấy tưởng tượng như thế nào nó bây giờ nó súng chống tăng nó như là một cái loại súng bắn tỉa uh, xe tăng nhưng mà là ở cự ly cực kỳ xa đúng không ạ và, và tất nhiên là có những cái loại pháo chống tăng cũng thiết kế riêng ra để săn lùng những cái uh, uh, xe tăng rồi bây giờ với vị uh, sự hỗ trợ của UAV uh, trinh sát trực tuyến trực tiếp thực thời gian thực trên chiến trường thì uh, tên lửa đa năng của Nga và các loại UAV vân vân ấy nó dựa vào cái tọa độ này thì nó cũng một phát là nó bắn từ xa cũng chết ngay cái xe tăng đấy đúng không ạ? Tên lửa tất nhiên nó hơi tốn kém. Nhưng mà Nga có cái loại đạn pháo mà đạn caliber, đạn thông minh ấy. Đấy, thì nó có tọa độ phát bắn là một phát chết ngay, không chạy được. Như vậy chúng ta thấy là nó có rất nhiều các cái loại kẻ thù. Xe tăng nó sinh ra nó rất là đau khổ, đúng không ạ? Nó có rất nhiều kẻ thù truyền kiếp. Thế mà phương Tây lại nói rằng là xe tăng sẽ thay đổi cuộc chơi. Lúc bấy giờ thì chúng ta đã cười không ngậm được miệng. À, và cuối cùng bây giờ thì chúng ta đã thấy đúng không ạ người ta rộ lên về cái con áp ram này cơ bản nó chỉ là cái lần đầu tiên thôi lần đầu cái gì mà nó chả ngầu đúng không, quý vị chứ còn ngày mai nó cháy nữa thì nó chả còn cái ý nghĩa gì à, bây giờ thì một cái xe tăng nó có thể dễ dàng giết bằng một cái uav có nghĩa rằng nó không là cái gì cả hãy để nó đúng với cái tên gọi tăng có nghĩa là bị thịt để mà thu hút hỏa lực đấy để mà các cái loại xe cộ vũ khí súng đạn rồi quân kiếp khác nó nhân cơ hội nó tràn lên nhưng nhìn trong cuộc chiến này thì nó có một cái yếu tố mà chúng ta nhìn thấy ngay mà nó thể hiện rõ trong trận đấu này nó chính là cái uav cái này là cái mà nó nó mang tính chất nó thay đổi cái vai trò của tăng nhiều nhất trong cuộc chiến đúng không ạ nhìn những cái kíp lái uav của nga ấy, mà họ săn tăng mấy bọc thép của ukraine nhiều rồi nó nhuẩn nhuyễn lắm nhìn chung là đã phát hiện ra là chết không bao giờ chạy được những cái xe tăng ấy thì toàn là bảo vệ như quý vị thấy ấy, nó chỉ bảo vệ đằng uh, hai bên sườn đằng trước đấy và đằng sau chứ còn ít khi nó bảo vệ từ trên cao. Những người Mỹ toàn cười vào cái lồng gà của Nga trên xe tăng ấy, nhưng mà bây giờ chính xe tăng Abrams đầu tiên của họ đã bị hóa vàng cũng bởi vì nó không có lồng gà đúng không ạ? Còn trước đây mà biết đường mà lắp lồng gà và bớt cười đi một tí thì bây giờ có lẽ là đã chưa chắc đã cháy cái xe tăng này. Vâng, đến đây thì cái giai thoại về những vũ khí thay đổi cuộc chơi của phương Tây, huyền thoại đã đi vào một cái chôn vùi trong gọi là dưới lòng đất. Một điều mà chúng ta đã biết từ trước đúng không ạ? Nhưng mà chẳng qua ấy, nói thật ra là phương Tây và đặc biệt là Ukraine cứ bám vào đó để mà gọi là tự sướng tinh thần với lại bản dân thiên hạ trong và ngoài nước thôi. Chứ còn là nếu như mà người ta thay đổi được cuộc chơi bằng xe tăng ấy mà thì dẹp hết, dẹp hết khỏi về máy bay ấy biết gì đúng không ạ? Cho nó tốn kém đầu tư vào sản xuất xe tăng. Cuộc chiến này cho thấy xe tăng không còn quan trọng như ngày xưa, vẫn đóng một cái vai trò rất quan trọng trên chiến trường nhưng mà nó không có thay đổi cuộc chơi như ngày xưa nữa. Xe tăng bây giờ mà không có sự yểm trợ thì luôn là một cái mục tiêu bị tiêu diệt đầu tiên, đúng không ạ? Vâng, như vậy là một cái chiến tích quan trọng của người Nga để chốt lại đóng nắp cái huyền thoại của cái xe tăng. À, như vậy là Leopard, Challenger, Abram đã bị chôn vùi, đã cháy và cháy rất đẹp người tác giả của phi vụ uav à, là một anh lính tên là kolovat của cái à, lữ đoàn súng trường cơ giới à, hoạt động ở cái tuyến adipka như vậy là chỉ là một cái đơn vị UAV của cái súng trường cơ giới thôi Nhưng mà anh ta đã chọn tiễn cái tăng Abram gọi là thần thánh lên được Bây giờ thì rất nhiều những cái cơ quan đoàn thể cá nhân mà hứa tài trợ trả tiền cho Abram ấy Người tiêu diệt Abram ấy thì họ đã liên hệ với anh này để trao phần thưởng rồi Quả này thì phần thưởng là lại ngập răng rồi đúng không ạ? Những tài khoản của Ukraine cũng đã xác nhận là một chiếc Abrams đầu tiên trong số 31 chiếc gửi cho Ukraine đã bị phá hủy bởi quân đội Nga. Đây là một cái điều không thể tránh khỏi à, và rất không may. Hy vọng là kíp lái còn sống. Chỉ riêng một cá nhân là ông Olof Bistin là một cái nhà sản xuất và là kinh doanh trong ngành điện ảnh đã hứa tài trợ 10 triệu rúp cho người đầu tiên à, cho một người lính bắn hạ cái xe tăng áp của Mỹ và đơn vị FPV của tiểu đoàn trinh sát à, của lữ đoàn cận vệ số 15 của nga à, cận vệ xuống trường cơ giới ngày hôm nay thì nga cũng kéo khá nhiều những cái tài sản của phía ukraine và đặc biệt là của mỹ à, sản xuất tại mỹ về trong hậu phương của họ trong đó có rất nhiều những cái xe bradley như vậy một cái ngày mà Nga hành hạ uy tín vũ khí của Mỹ một cách rất là bạo hành đúng không ạ? Và nhân tiện một ngày vũ khí thì chúng tôi nói luôn một vài những cái điểm khá quan trọng trong ngày hôm qua. À, một hệ thống phòng không NASAM à, hiện đại và rất đắt tiền à, của phương Tây. À, một cái hệ thống mà nó sẽ đứng sau cái thằng Patriot và cái con Iris. Ấy. Đấy thì sau đến NASAM. À, con Iris với NASAM là hai cái rất nguy hiểm. Ấy. Patriot thì không nói làm gì rồi và đã bị phá hủy ở khu vực này bằng cái tên lửa iskander hoặc là cái tornado s như vậy là thêm một hệ thống phòng không nữa trong khoảng mấy ngày gần đây đúng không ạ điều đó cho thấy nga đã cải thiện cái năng lực tác chiến phối hợp chiến thuật vào cái sát hậu phương của ukraine cực kỳ là hiệu quả và họ đang cố gắng để mà tiêu diệt những cái hệ thống phòng không của ukraine và họ cũng đã làm đang rất hiệu quả trong những lần tấn công này thì chúng tôi để ý sự trinh sát phối hợp mà trinh sát đặc biệt là trinh sát ở các cái khu vực này là Nga làm rất tốt này. Sau đó thì sự phối hợp với lại cái dòng Estonado này cộng với lại Iskander này, Nga đã chịu chơi. Khi mà cái con này nó đắt tiền cho nên Nga đã đưa hẳn Iskander để bắn nó. Trong ngày thì không chỉ cái này mà một cái hệ thống pháo Archer tức là cung thủ của Thụy Điển ấy. Vũ khí Thụy Điển nó xịn sò lắm đấy quý vị ạ. Ví dụ như con Archer là được mệnh danh cũng là một con pháo tốt nhất thế giới đấy, à, cũng bị tiêu diệt ở hướng này. Một con pháo c ra tự hành à, cũng giống Archer tự hành ở à, cũng ở khu vực này của Pháp bị bắn hạ. Rồi à, một cái kho đạn rất lớn cũng bị à, tên lửa Iskander tấn công ở đây. À, một cái mục tiêu mà bị Iskander tấn công à, thì rõ ràng là nó rất là giá trị, vụ nổ đấy cực kỳ lớn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là ngoài việc Nga tấn công vào những cái mục tiêu lớn kiểu như vậy thì trong suốt mấy ngày vừa qua họ tấn công rất nhiều trên dọc chiến tuyến đúng không ạ? Và một là chúng ta có một cái cảm nhận uh, giác quan thứ bảy sai lầm, hai là chắc chắn là sẽ có những cái chuyện lớn ở chiến tuyến. Ngày hôm qua thì ông uh, ông 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 Gerasimov, uh, tổng tham mưu trưởng của Nga, ông ấy đến tận đây quý vị ạ. Đấy đến tận đây để trao huân huy chương cho các chiến binh trong vụ đột kích vào Rabutine. À, nhưng mà tôi không nghĩ rằng là mục tiêu của ông đến đấy để 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 mà trao huân huy chương đúng không ạ? Hôm qua chúng tôi đã cùng quý vị nói về một cái hiện tượng thú vị đấy là phía Nga đã kéo một cái đống quân rất lớn ở khu vực uh, phía nam của bán đảo Crimea lên hướng Kherson sau đó một cánh quân lớn gấp đôi gấp ba kéo lên hướng uh, Zaporizhia, Melitopol. Điều đáng nói là gì? là rõ ràng là phía nga đang ra những tín hiệu họ sẽ chuẩn tuần... chuẩn bị tấn công ở khu vực phía đông bắc, Sumy, Kharkov, Kupian, đúng không ạ? hoặc là Chernikov ở uh, lại đại khái là biên giới. thế nhưng mà bây giờ thì họ lại kéo cánh quân lên ở đây và rồi cái ông tổng tham mưu trưởng lại xuất hiện ngay ở sát chiến tuyến của uh, Rabotine Đấy Thế thì như vậy là Mà ai cũng biết video nó đầy lên như vậy Và những thông tin này nó đầy lên như vậy Đúng không ạ Thì nếu như mà không có toan tính gì Thì chúng ta thấy rõ ràng là Một là ông đi ông trao phần thưởng thật Thứ hai nữa là nó Ông đến để ông trao sắc lệnh Đúng không ạ Ông ấy trao mật lệnh là chuẩn bị tấn công Ở khu vực cánh phía nam mà điều đấy thì chúng ta cũng dành nhiều thời gian để bàn về cái tầm quan trọng của cái chiến trường phía Nam rồi. Tuy nhiên ở đây chúng tôi rất muốn uh, trích ngang cái này để quý vị hình dung ra những thứ mà chúng ta đã bàn trong thời gian vừa qua, đúng không ạ? Uh, quý vị còn nhớ rằng những ngày trước thì chúng tôi nói rất nhiều về việc là nga sẽ tiến hành đợt uh, một cái quy tiến chiến dịch quy mô ở cái hướng phía nam. Đấy, quý vị nhìn thấy không? Hôm nay thì trên mạng sau khi mà nga kéo cánh quân ở đây lên, thì nhiều người đã Uh, chuyển cái phương án tác chiến của Nga từ trên xuống một cái lần đầu tiên xuất hiện là cái hướng này uh, nhắm vào Zaporizhia Dnipro ở bên cánh phải đấy điều mà chúng tôi nói quý vị đúng không ạ đấy rất hay rất thú vị không hiểu là cái ông này có lên kênh của chúng tôi nghe trộm hay không tuy nhiên thì họ không có nói gì về cái vùng Uleda đúng không ạ đó chỗ này xuất phát lên nhưng mà như vậy là với cánh quân của nga hướng về Melitopol hướng về khu vực Mariupol Berdyansk thì uh, tác giả này đã vẽ ngay một cái đường này lên và tôi nghĩ rằng nó cũng uh, vì nó cũng giống với những suy nghĩ của chúng tôi chúng lại thấy là nó rất hợp lý đúng không ạ Quan trọng là bao giờ thôi thì với phương án này cho thấy rằng là những ngày vừa qua Nga đã ra những động tác giả ở khu vực biên giới và khu vực chiến trường miền Đông Bắc đúng không ạ rồi đánh lớn ở khu vực miền Đông nhưng mà tụ tập quân lớn để chiến uh, tung lên cái chiến dịch khu vực này tầm quan trọng của nó thì chúng ta khỏi nói rồi nó còn quan trọng hơn cả cái chính cái tỉnh khắc cốp đúng không ạ bởi vì có cái này rồi thì chỉ cần cố một tí nữa phía trên là nó mất luôn cả miền đông chứ không cần phải nói về khắc cốp còn đây là cái bản đồ cũng của vị tác giả này họ nói về việc là là nga đang nghi binh ở cánh phía bên dưới để mà tung ra một cái đòn tấn công vào khu vực uh, khắc cốp đây chúng ta nhìn thấy một cái mũi tấn công từ hướng bên tây bắc trung nhất của khắc cốp nối liền với cái khu vực rất tham vọng là cái hướng iszu liman đấy đúng không ạ đấy khu vực này Và cái này nhìn có vẻ khó thật nhưng mà thôi dù sao cũng là một cái cách tiếp cận hôm trước chúng ta vẽ từ trên đây đúng ạ khu vực này rồi cắt xuống cái dòng sông này đấy Tôi nghĩ rằng ở đây trông nó có vẻ tham vọng nhưng mà nó còn dễ hơn còn cái này đánh sát thành phố này nó khó lắm thành phố này thì làm sao đánh được chỉ có bao vây thôi đúng ạ thì cái việc này đánh một cái hướng như này thì nó chỉ mang tính chất là chưa biết là thắng được hay thua nha quý vị nhé nhưng mà cái nguồn lực của ukraine nó không giảm đáng kể nó mất nếu có mất một thành phố ấy thì nó không ảnh hưởng gì quá lớn tới cái chiến lược của ukraine bởi vì toàn bộ hệ thống hậu cần liên lạc vân vân của ukraine vẫn còn thông suốt đúng không ạ sang cái khu vực biển đông đấy còn cơ bản là cái này bây giờ nó cũng bồng im nó chỉ sử dụng khắc cốp như một cái bàn đạp để mà tấn công chiến thuật vào các cái vùng dân cư của phía Nga thôi. Đấy và rõ ràng là cái việc đánh chiếm khắc cốp là chuyện cực kỳ khó, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải à, quay trở lại cái này, đúng không ạ? Nếu như mà Nga đánh ở phía đây lên thì họ sẽ đẩy toàn bộ cái hệ thống Uh, cung ứng hậu cần, thông tin liên lạc vân vân, đại khái là cái tuyến hậu cần của họ vào một cái trạng thái mà nó bị ảnh hưởng cực kỳ nhiều, đấy nó phải kéo tít lên trên, nó kéo giãn đi vòng và khả năng là sau đó mà Nga có những cái đợt tấn công ở phía bắc nữa tương đương để thì nó không cần tấn công tới nơi, toàn bộ cái tuyến hậu cần này nó sẽ bị đe dọa đầu tiên là bây giờ nó bị bẻ lái đã bởi vì trung tâm nó chạy qua Ripol là chính, bây giờ tấn công vào đây nó sẽ bẻ lên hướng trên đúng không ạ? Sau đó là nó rất dễ, dễ bị tổn thương nếu như Nga có thể thêm những đòn tấn công. À, như vậy rõ ràng là nếu Nga tấn công ở hướng này lên sẽ gây cho Ukraine muôn vàn khó khăn cho các cái tuyến miền Đông. Đây chúng ta nhìn thấy trong cái lòng chảo như thế này. Vâng, cho dù cách bắt đầu bằng cái như thế nào đi chăng nữa đúng không ạ? Thì uh, cuối cùng thì Nga cũng đều phải tấn công từ hai hướng thôi thì mới cắt được hoàn toàn và bao vây được toàn bộ cái cụm quân của Ukraine ở miền đông này bao gồm cả thành phố Kharkov. Còn nếu như vị tác giả chia nói thì từ điểm này Nga cắt đến khu vực này thì tôi nghĩ là nó quá khó. Nó khó hơn nhiều khi mà họ tấn công đầu tiên là mở ra hai cánh này để nhắm vào khu vực Sumy. Sumy thì gọi là một cái tỉnh nhưng mà thực tế thì những cái pháo đài đô thị này nọ vân vân nó nó chỉ tương đương với một cái thành nhỏ ở bên dưới thôi đúng không ạ và nó rất sát với hậu phương của nga và nó nằm lồi ra nó dễ khi nga mà dồn lực để đánh chiếm được cái sumi này họ rất dễ để có thể mở rộng được cái trận địa của họ về phía nam đấy đến sát tới khu vực bontava còn phía dưới thì họ sẽ dâng lên thì nó sẽ tự động nó cắt cái khắc cốp ra còn bây giờ đòi bao vây để cắt khắc cốp như thế này thì chỉ riêng cái đoạn phía dưới này để vượt qua được đã cực kỳ là khó rồi đúng không ạ đây là một cái chuỗi pháo đài các cái thành rất lớn của ukraine như vậy là nga lại đòi đánh dọc qua một cái như này thì tôi nghĩ rằng là nó rất không khả thi và nó không kinh tế đúng không ạ không thực tế và như vậy thì ý tôi nói như thế này là bởi vì chúng ta thấy cánh quân của nga xuất hiện và ông gerasimov xuất hiện ở đây ông ấy ra đây như vậy thì nó có một dấu hiệu nga sẽ có một cái chiến dịch nào đó đúng không ạ và một thì nó bắt đầu ở đây hai là nó bắt đầu ở trên hướng nào đó ở khu vực này À, ba là nó bắt đầu ở cả hai hướng, bốn là nó chả bắt đầu ở đâu cả à, và cả bốn cái đấy tôi thấy nó đều có cái ý nghĩa của nó đúng không ạ? Chứ không phải là bắt buộc phải có cái gì. Bởi vì tại sao? Bởi vì thực tế thì trên chiến trường là nga vẫn đang đánh rất là tốt và đang chiếm rất là ác rồi, đúng không ạ? Chỉ còn lại là họ đang ngưng chiến ở khu vực cái này một cách lạ lẫm thôi thì cũng rất có khả năng là họ nghỉ ngơi rồi họ đảo quân vân vân để mà đưa những cái đội mới ra chiến trường để mà huấn luyện này nọ đấy để dồn các cánh quân à, đã được tôi luyện ở đây đến xuống các cái chiến trường quan trọng khác để oánh nhau nhau tiếp đúng không ạ cũng không loại trừ cho nên cả bốn phương án đấy thì tôi nghĩ đều ok nhưng thời điểm này thì nếu mà chúng ta lưu ý về việc là ukraine đang rất bấn loạn về vấn đề là quân suy yếu cộng với lại thiếu đạn dược thì rõ ràng nga cũng nên có một chiến dịch nó nó, nó, nó gọi là nó hoành tá tràng hơn một tẹo đúng không ạ chứ còn bây giờ nếu không chỉ đánh mang tính chất chiến địa như này không thì nó không tận dụng được hết các cái cơ hội như vậy thì uh, rõ ràng là họ phải đánh nhưng mà nếu mà họ đánh thì dễ nhất chỉ có cái mảng này thôi nhưng mà nếu đánh mảng này xong thì cũng tự nhiên lại đi xóa một cái mảng rất là lợi nhuận thì uh, cũng rất khó cho nên là bài toán thực sự là chúng ta vẫn chưa thấy được một cái việc mà Nga muốn đánh thì họ đánh cái gì đúng không ạ? Đấy, cùng lắm thì tôi nghĩ khả thi nhất là cái góc này thôi chứ cũng không thể nào là một cái gì nó lớn liên quan đến Sumi như tôi vừa nói với quý vị hay là khắc cốp được. Hãy tự zoom vào đây xem nó như nào. Vâng, một một cái tỉnh lị nhưng mà nó bé tẹo quý vị ạ. Đấy, nó chỉ bằng cái thị trấn Krasnohorivka hơn tí thôi. Đánh được đúng không ạ? Mà lại là trung tâm hậu cần toàn bộ phía đông bắc này đi qua rất nhiều này. Đấy tôi nghĩ có khi ở đây thật đấy quý vị ạ. Đấy, còn nếu mà zoom vào khắc cốp thì chúng ta thấy là nó vĩ đại khổng lồ hơn rất nhiều Đúng không ạ? Nó là một siêu pháo đài Mà mỗi chỉ một nhánh nó thôi thì đã bằng một cái thành phố rất lớn Đấy, như thế này thì nó bằng uh, cả một cái Đây nhá, như thế này thì nó đã là bằng hơn cả Adipka rồi cơ Đúng không ạ? Mà mỗi chỉ là một góc này thôi Đấy, ôi rồi ôi Làm sao mà đánh được cái thành như thế này Vâng, thôi được rồi Chúng ta sẽ chờ xem là ông Tổng Tham mưu trưởng đấy Ông ấy sẽ làm gì khi mà ông lại đi khơi khơi ra đây đúng không ạ chắc chắn đây là video phát lại sau một hai ngày rồi chứ nếu mà ra đây chắc chắn là ông ấy sẽ rất rủi ro hôm qua có tin rằng là ukraine họ đã tấn công tên lửa vào vùng thomas đấy không biết là, là tấn công vào lúc ông ở đấy hay là ông ấy đi về rồi như vậy là rõ ràng ukraine nắm được thông tin đấy quý vị ạ đúng không ạ nắm được thông tin là tổng tham mưu trưởng của nga ra vùng thomas thỉnh thoảng lắm họ mới tấn công vào đây mà thế mà từ ngày hôm qua tự nhiên họ lại tấn công ồ ạt vào khu vực này bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại mặt trận à, với khu vực à, adipka Và quý vị nhìn thấy rồi à, mọi việc thay đổi rất nhanh vâng đến diễn biến trước diễn biến thì à, hãy zoom vào những khu vực quan trọng siberia thì đã rơi vào sự kiểm soát chính thức và bản đồ đã tràn lên rất xa đúng không ạ đây đến đây rồi lên tít vào cái làng này và đặc biệt là hôm qua đã đổi màu rồi quý vị đấy nhanh nhở ui rồi ôi vâng tít lên đây rồi à, đúng thật là đã kiểm soát con đường này con đường đây rồi áp sát vào đây rồi à, nhưng mà trong chiều ngày hôm qua chúng ta đã có cái này nhưng mà nó chưa có cái vùng trong uh, khu vực trung tâm còn bây giờ thì chúng ta hãy xem là nga đã mở rộng cái điểm uh, kiểm soát cứng đến đây này rồi vùng xám đã vào tận uh, phía nam ở đây rồi này rồi vùng xám đã vượt qua khu vực trung tâm này Đấy, như vậy là trong một 12 giờ đồng hồ của chúng ta thì phía nga đã tước đoạt quyền kiểm soát uh, Tornianske, thị trấn quan trọng số 1 ở gọng kìm phía nam. Nhiều nguồn tin nói rằng là bây giờ họ chiếm Tornianske rồi, đúng không ạ? Nếu mà nói về Trung Quốc thì tất nhiên thôi là cũng không chiếm sớm thì chiếm muộn trong vòng một vài ngày. Uh, cái thế này thì không thể cưỡng được. Bây giờ thì bên này thì đã hở sườn ở toàn bộ cánh này, thậm chí nga còn kiểm soát đến khu vực này, có nghĩa là hỏa lực của họ ở đây rồi thì toàn bộ cái quân của họ ở trong đây đã bị gọi là súng mặt đất đúng không ạ súng bộ binh họ gọi là uy hiếp thế còn phía dưới thì nga cũng tiến gọi là đến tận mông rồi còn ở phía bên cạnh sườn này thì rõ ràng là vùng xám đã bị đẩy xa rồi không còn khả năng để bảo vệ sườn chỉ còn lại một cái vành đai duy nhất ở bên ngoài mép nhưng mà họ cũng áp sát tới tận nơi từ hai hướng như vậy thì cũng chẳng có ma nào mà dạy gì để ngồi ở trong cái khu vực này để mà uh, chặn bước quân Nga ở đây nữa, đúng không ạ? Rõ ràng là như vậy thì họ cũng nhanh chóng phải rút phải toàn bộ khỏi khu vực này, tức là vùng xám sẽ được đẩy lên đến đây. Đây là về hiện tượng tại trận địa thôi, còn nhiều người cho biết rằng là Nga kiểm soát, uh, Nga đã đẩy lui Ukraine hoàn toàn ra khu vực bên này rồi. Đấy thì tôi nghĩ là nó cũng có vẻ là hơi sớm. Uh, nhưng mà cũng không biết được bởi vì là nga thời gian gần đây họ tiến quá nhanh đúng không ạ thì chúng ta không có đi sâu vào cái việc là đánh đấm như thế nào nhưng mà cái thế trận này thì cũng không cần phải phân tích nhiều chỉ cần biết một điều rằng là đang là thế snowball có nghĩa rằng là đánh thì đánh nhưng mà người ta cũng như tìm cách để người ta chuồn thì cũng không có gì để đáng nói cả thì điều chúng ta cần bàn là nó diễn biến tiếp theo như nào rõ ràng là cái phần còn lại là bên này sông thì nó là một cái phần nó khá khó nhưng mà nếu nga dâng được đến đây đúng không ạ thì cũng hết phim bên dâng được đến đây hay không thì nó phụ thuộc vào việc nga có dâng được đến đây hay không nhưng mà rõ ràng là với thế trận này thì họ cũng rất dễ dàng tấn công từ hướng phía nam rồi từ hướng phía đông sang để mà chiếm toàn bộ cái khu vực này và ukraine không còn điểm này thì họ cũng chẳng giữ được cái đoạn này nữa đúng không ạ và như vậy chỉ còn phía trên mà phía trên này nếu nga tiến được sang bên này rồi thì họ cũng sẽ phải rút đi một trong những cái điều mà chúng ta không cần bàn cãi nhiều ấy là bởi vì tại sao là bởi vì là điều đã xảy ra trong adipka đã lặp lại ở đây nhưng mà cái tác dụng của nó gấp bội đó là cái bom fab của nga nó quá khủng khiếp quá khủng khiếp để mà nó nã vào những cái trận địa như thế này còn thực tế ấy, thì những cái thị trấn này rất khó để tấn công đúng không ạ đặc biệt là cái oripka này này Đấy, bây giờ thì đã có thông tin là mặc dù nó khó như này nhưng mà đã dậm dịch rút quân rồi Thế thì cái câu chuyện là một thế đang lên đúng không ạ? Thế nước đang lên. Thứ hai là bom FAB của Nga quá ác liệt. Thứ ba là Ukraine đang thiếu nguồn lực liên quan tới cả quân và vũ khí. Và tất nhiên tinh thần của họ xuống rất thấp. Như vậy thì ba cái thế đấy chắc chắn là Ukraine sẽ rất khó. Hôm nay đã là ngày thứ 27 rồi, chỉ còn lại 2 3 ngày nữa là hết thúc tháng 2. Như vậy khả năng kết thúc tháng 2 thì Ukraine sẽ mất thêm cái này, đúng không ạ, thị trấn này. Tưởng là tháng 2 có 30-31 ngày thì họ sẽ mất luôn cả cái này nữa, nhưng mà ngày thêm 1-2 ngày nữa thì chắc là khó. Không mất thì nó cũng mất dạng như là không kiểu không chết thì cũng bảy vẹo đấy. Bản tin này từ buổi tối ngày hôm qua, quân Nga đã đột phá qua tuyến phòng ngự ở đằng sau Adipka, chiếm Svesone uh, và chiếm một phần của Tonianske và đang đột kích vào Oropka. Báo cáo từ mặt trận của các chiến binh chúng ta cho hay quân đội chúng ta đã tiến vào sườn phía đông của Tonyanske và bất ngờ tập kích bằng một đợt tấn công uh, chớp nhoáng của bằng xe tăng. Sau đó chúng ta đã tạo được chỗ đứng ở trong làng trước sức ép của việc bị bao vây, quân nga đã vội vã rút về khu vực miền tây và tây bắc và phía bắc của thị trấn và củng cố trận địa ở đằng sau cái khu vực rừng. Uh, Máy bay của chúng ta tiếp tục ném bom vào các mặt trận ở dọc chiến tuyến ở khu vực uh, lân cận của Kê. Tại thời điểm hiện tại, khu vực trung tâm thị trấn cộng với các khu vực đã được uh, chiếm đóng đang được uh, dọn dẹp. Các pháo đài đang dựng lên uh, để chuẩn bị mở uh, bàn đạp tấn công tiếp theo. Quân đội Ukraine đã chính thức uh, thừa nhận đã đánh mất Latochine cvn và khả năng họ sẽ phải thông báo điều tương tự với uh, niên kê Đây là bản đồ thân Ukraine của bước phát triển uh, trận địa của Nga trong uh, sáng ngày hôm qua. Vâng, khá nhiều đúng không ạ? À, đến chiều ngày hôm qua nữa thì uh, rất nhiều. Những ngày gần đây rõ ràng là phía Nga đã chiếm rất nhiều đất, nói thẳng như vậy. Cánh quân hôm qua của họ thì đã bắt đầu phát triển lên trên hướng Bắc này, đấy, đây là một hướng nguy hiểm đối với Ukraine. À À, tất cả những cái thành này thì chúng ta sẽ để ý là nga sẽ dâng cả tuyến này nữa lên đúng không ạ nhiều người nói rằng là nga rất khó để mà đánh như thế này Đấy, thế nhưng mà chắc chắn họ cũng không đánh vào đâu đúng không ạ cơ bản là họ sẽ giải quyết cái tonianca trước rồi bắt đầu họ sẽ đánh giạt lên à, khi đánh giạt như thế mà sườn phía đông của ukraine đang bị áp sát thì nó bung rất là nhanh chúng ta đã thấy ở siberne tonianke rồi đúng không ạ còn tất nhiên nếu như mà khả năng mà nga đánh vỗ mặt mà ăn được thì cũng không phải là thấp bởi vì trận địa của ukraine bây giờ nó cũng đã khá nhão rồi. và như vậy trong 12 giờ vừa qua thì ở tuyến này chúng ta thấy nga tiến rất ác liệt ở khu vực phía nam trong đó họ đã gọi là làm đổi màu của cái trung tâm thị trấn uh, Tonienke, một thị trấn quan trọng đúng ạ và bên này đã dâng trận địa mà vùng xám lên rất xa đẩy lui Ukraine ra khỏi cái cánh rừng quan trọng này. Ukraine mất đi một cứ điểm rất quan trọng. Còn bây giờ thì Ukraine đang củng cố trận địa của họ đây để mà giữ bằng được. Chắc là để mà chuẩn bị cái tuyến đằng sau thôi. Các khu vực liên quan tới phía Na, đông nam của Odipka cũng bị Nga uy hiếp. Phía chính đông cũng bị, đúng không ạ? Đặc biệt là mũi phát triển về hướng Bedichi thì dâng lên rất xa, rất cao. Đây là bản đồ trong 12 giờ, như vậy nếu tính trong 24 giờ thì nó sẽ gấp đôi cái khoản như này, cho thấy là cái bước phát triển rất nhanh của phía Nga hướng đây. Thực tế thì phía Nga rõ ràng đang khai thác cái thế tuyết lăn của họ ở khu vực sau khi họ đánh chiếm trong Adipka. Nhiều người nói rằng khả năng Nga sẽ bị cầm chân sau khi mà chiếm được cái chuỗi thất tinh trận ở đây, nhưng mà tôi nghĩ rằng rất có khả năng là họ sẽ mượn thêm đà để họ đánh đúng không ạ? Bây giờ thì nhiều người nói rằng là phía Nga sau khi họ bị chặn ở đây. À vâng, tôi vừa mới đi ra ngoài cho nên là nói đoạn vừa rồi, đúng không ạ? À, thì họ không thể tiến được thêm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thứ nhất họ có việc phải làm ở phía bên dưới, đúng không ạ? Thứ hai nữa là đang cái đà này, họ sẽ tiến về cái khu vực thị trấn trung tâm ở phía ngoài sau cái tuyến 2 ở đây. Nhưng đặc biệt là trong ngày hôm nay thì đã thấy cánh quân Nga xuất hiện ở cái khu vực này, khu vực này thì cũng rất có khả năng là một là họ sẽ tiến lên trên cái hướng này sau khi đã đánh vào BDG rồi họ sẽ tiến về cái khu vực đường quốc lộ này đúng không ạ đấy và họ sẽ đánh chiếm bao vây cả novo vì đây chính là cái hướng quan trọng để nó nhắm lên khu vực new york constantinipka hướng trên hướng này thì kiểu gì nó cũng phải cần để đi sang boroke đúng không ạ còn khu vực này thì cơ bản nó mở rộng cái địa bàn và làm cái bọc sườn cho các hướng tấn công theo các đường thôi còn hướng bên dưới thì nó quay xuống đánh krasnohorivka như vậy thì vâng khả năng là đây sẽ là một cái hướng mà sau khi đánh chiếm adipka giải quyết những vấn đề chính trị này nọ thì chúng ta thấy là nga sẽ mở rộng trận địa nó không có cái gì nó quá chiến lược nhưng nó chính là một cái hướng để nó cần củng cố và mở rộng và chính hướng này ấy, thì sau adipka nó là một cái pháo đài cho nên bản thân nó hướng này nó sẽ khá chống trải so với những hướng khác cho nên nga đã chọn cách để mở rộng ở đây đúng không ạ còn về đặc biệt mà nói thì nó chính là cái khu vực trung tâm của toàn cái khu vực này và hướng thẳng tới đây cho nên bắt buộc nó là một cái điểm không đánh chiếm ngay thì người ta cũng phải dâng lên để mà gọi là tạo ra một cái sườn an toàn cho những mũi tấn công ở khu vực phía bắc phía nam đúng không ạ đấy và dần dần họ kiểu gì cũng phải tiến tới hướng tây thôi muốn đánh về chiếm thì bắt buộc phải tiến đã đúng không ạ cho nên đấy là cái hướng mà chúng ta thấy rằng là kể cả ba mũi của họ sẽ có những cái việc rất quan trọng để làm đặc biệt là Krasnohorivka thì chúng tôi cũng phân tích quý vị mấy ngày gần đây rồi đấy là một nơi mà cũng đang diễn ra những cái chiến truyền uh, rất nóng bỏng ngày hôm qua thì uh, những bản đồ trung lập này họ đã đưa ra cái bước tiến của phía nga à, ở phía nam của Krasnohorivka. họ đã xác nhận về việc nga đã tiến chiếm vào tận cái khu vực đô thị rồi đã giao tranh trong đô thị và ukraine đã phải rút ra khỏi một vài cái dãy nhà ở phía nam đúng không ạ Đấy, rồi phía bên dưới thì cũng mở rộng ra, vắng rất ác liệt. Mà dường như là mới những chiến thắng mới của Nga ở đây thì bây giờ những khoảng siêu to khổng lồ này bây giờ người ta cũng không quan tâm nữa rồi. Quan trọng bây giờ là họ có thể đánh chiếm được những điểm chiến lược nào thôi. Còn đất đai thì một khi nó thắng thì nó sẽ tự đến. Đây là cái cánh phía nam của Krasnohorka, còn cái cánh phía bắc thì bây giờ cũng đang có dấu hiệu lâm nguy sau khi mà Nga đánh ác liệt ở hướng Tonienké. Thì bây giờ có vẻ Peromyské cũng đang rụng rời rồi. Chúng ta đến đây hình như đâu rồi. Và giao tranh đang diễn ra ác liệt ở đây. Sau khi mà Nga tấn công ở đây thì Ukraine cũng đang tập trung quân để mà chặn bằng được các bước tiến của Nga đây nhưng mà có tin rằng là họ đang tiếp tục bắn phá bằng bom FAB trên cường độ lớn. Như vậy thì sau khi sụp đổ trận địa này, Nga sẽ mở rộng hướng tấn công như chúng ta đã vẽ ngày hôm qua đúng không ạ? Sẽ có một cái điểm mố khu vực này bao trùm cả đến Neveske để mà áp sát vào khu vực phía Nam, giải quyết đốt cái cụm đây ba cái thị trấn này, trong đó có thị trấn Krasno là to nhất. Nhưng mà nó lại được bảo vệ Hai cái này nó được bảo vệ bởi cái thị trấn trung tâm nhỏ nhỏ này Như vậy trong thời gian tới Thì uh, cả cái toàn bộ cái cụm chiến trường uh, uh, Adipka Và nó bị chiếm xong rồi không biết nó đâu Từ đây cho tới khu vực này Sẽ trở thành một cái nơi Mà nó sẽ hố đen hút tất cả những nguồn lực của Ukraine vào Vì bây giờ Nga đang rất thuận đường Để mà đánh theo đà đúng không ạ Để mà dâng dần cái trận địa của họ lên toàn tuyến này đấy phía dưới Adip uh, uh, Vuleda thì cũng đang lầm nguy uh, và bây giờ uh, đang nga cũng đang hướng về cái khu vực trung tâm của quận này của quận Siledove này rồi ép lên khu vực phía New York ở phía trên Konstantinivka phía trên nữa bây giờ thì họ tiến ra ác liệt ở hướng đây đúng không ạ chúng ta nhìn thấy hướng tây này còn ở khu vực hướng uh, phía nam của nó thì cũng đang giao tranh ác liệt và Novomikhailivka cơ bản là nó cũng sắp thất thủ đến nơi rồi Cánh quân của nga bây giờ lại bắt đầu tiến về phía bắc Ocheretine, uh, muta đấy lên khu vực này rõ ràng là uh, toàn mặt trận phía nga đều tiến công, đúng không ạ? Đấy, ở đây bây giờ cũng đánh chiếm luôn cả Khasnohorivka nữa. Trên một chiều dài uh, hơn 100 km, uh, gần 200 km, nga tiến quân trên khắp mặt trận vào đúng cái thời điểm trũng nhất của cái uh, sức mạnh và những cái nguồn dự trữ về con người cũng như vũ khí đạn dược của ukraine ở một cái tuyến hậu phương gần như là sâu xa nhất ở trong chiến trường của phía nga đúng không ạ sáp với chiến trường của phía nga như vậy có thể thấy là ý tôi muốn nói với quý vị rằng là cái tình huống nó đều nó rất tồi tệ ở toàn bộ trên toàn tuyến này từ đây đến cái khu vực này và đặc biệt là bây giờ họ đang mất dần đúng không ạ mất dần cái thế và phía nga đang ở cái thế vũ bão lên rất khó để ukraine tất chắn là những ngày sắp tới họ sẽ đối mặt với những sự sụp đổ nó còn sâu sắc hơn nữa ở cái mặt trận Adipka này thôi thì hôm qua Okina cũng mất tới 420 binh sĩ. Còn khu vực trên này cũng mất hơn đấy một tí. Như vậy là tổng hai mặt trận này đã mất tới 800, gần 850. À, khu vực Uleda thì ngày là lão đều đạn tầm khoảng trăm rưỡi. Thế là còn một nghìn rồi. Một nghìn cộng mấy ông Kherson 50 nữa là một nghìn tròn đi. Zaporizhia thì không có báo cáo gì. Còn khu vực trên này thì 140, như vậy là ngày hôm qua đã lên hơn 1.200 cũng là một con số kỷ lục đấy, đúng không ạ? Nếu của những giao tranh bình thường, nếu không có những cái sự kiện uh, sụp đổ uh, những thành lớn như kiểu là Adipka như vậy là một ngày tổn thất rất lớn đối với Ukraine. Chiến trường ác liệt uh, không kém trong ngày hôm qua thì vẫn là cái khu vực xung quanh lân cận Ivankivka và phía bắc của uh, khu vực này. Khu vực này thì trông thế thôi, nhưng mà bây giờ cái uh, sư đoàn uh, dù của nga số 98 họ đang oanh tạc, oanh kích. Quanh động rất là gọi là ác liệt ở đây. Ngày hôm qua thì họ bắt khá nhiều quân Ukraine. Những cảnh chém giết gọi là diễn ra dùng dợn động trời ở góc này, không thay đổi nhiều chiến tuyến. Nhưng chúng ta biết rằng là lý do là bởi vì Ukraine phải giữ bằng được cái chốt chặn này trước khi mà để cho nga tiến vào cái cửa ngõ của Trasibja, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy cảnh tượng này nó sẽ diễn ra trong khoảng độ một vài tuần trước khi mà toàn bộ cái mặt trận của Ukraine nó bị sụp đổ. À, như tôi nói với quý vị, bởi vì trận mặt trận của nó rất dày đặc và toàn là cao điểm rồi, cho nên là bằng mọi giá họ phải giữ. Đấy là lý do mà phía Nga mất rất nhiều thời gian và những cái đội đặc nhiệm của họ mất rất nhiều thời gian để đánh chiếm những cái chiến hào công sự kiểu như vậy. Ngày hôm qua thì Nga tấn công bom cỡ lớn vào trận địa ở Ivaneska và đằng sau Ivaneska ở đây. À, những cái kho đạn nó nổ lên như cột nấm ở khu vực này cho thấy là cái nguồn lực dự trữ của ukraine ở tuyến đằng sau nó cũng rất là hùng hậu đúng không ạ còn ở cái tuyến giữa này thì bước tiến đáng kể thì quý vị nhìn như màn hình chúng ta cũng có thể thấy là phía nga đã tiến khá sâu vào trong ivaniska à, tiến ở cái dạng kiểm soát đấy ở một cái đoạn khá lớn chúng ta đến với bản đồ Vâng, đây là các mũi tiến công của Nga ở khu vực Ivaneska trong ngày hôm qua. À, cơ bản thì họ chiếm được một cái khoảng ở khu vực miền chính đông à, khá lớn. Còn lại thì cái điểm xám à, nó đã của Ukraine đã bị lùi xa ra khá đáng kể. À, tuy nhiên thì ở đây thì như chúng ta đã nói là một cái trận địa khá là gọi là quan trọng đối với Ukraine, rất quan trọng ở tuyến này cho nên họ đã à, phản công và phòng thủ rất quyết liệt. Có vẻ như là phía Nga bây giờ đang dọn dẹp ở các khu vực gọng kìm ở ba hướng. Rồi sau đó họ sẽ chốt trận địa và họ sẽ dùng các loại bom cỡ lớn để tấn công vào khu vực đô thị. Làm mềm trận địa trước khi họ quay trở lại. Và như vậy là có giao tranh ở cái khu vực phía Bắc này, cao điểm này. khu vực phía Đông Bắc, khu vực phía Đông và khu vực phía Đông Nam. Và bước tiến chủ yếu đáng kể diễn ra ở khu vực phía Đông. Và các khu vực vùng xám bị đẩy lui ra trên toàn ba tuyến nhìn chung là một trận đấu rất ác liệt Đấy, cơ bản nó là như vậy chúng ta thấy một thị trấn nó rất lớn đúng không ạ à, rất lớn và nó là chính là một cái thị trấn chạy xuyên qua đường quốc lộ dẫn vào cái hậu phương quan trọng và bảo vệ cánh phía bên trái bên phải của chasipcha cho nên nó vô cùng quan trọng đối với ukraine chỉ cần mất cái này thôi thì ukraine sẽ bị nga uy hiếp vào cái khu vực này đúng không ạ đấy khu vực này và chính cái cửa bên này ấy, là cái cửa mà nó sẽ dẫn tới sự sụp đổ của Transit ra chứ nó không phải cửa trên. Bởi vì tại sao? Đây chính là cái dòng sông. Mà dòng sông như này nó sát với lại hai khu vực đô thị này thì Nga chỉ có thể chiếm được cái này. Chiếm cũng là khó. Nhưng nếu chiếm được rồi mà đánh sang cái đô thụy bên kia nó giáp lòng sông là nó khó lắm. Như vậy thì chỉ có một cái hướng bên này là cái hướng mà nó rộng thanh thang cả một cái đoạn nó nhiều km. Không có khu vực đô thị nào và nó cũng khá trũng ở cái điểm này mà chính điểm bảo vệ của nó thì nó nằm ở Ivaniska đúng không ạ? Và những cái cao điểm còn lại ở đây. Cho nên nếu Ukraine mất cái này, họ cũng khó giữ cái này. Mà tất nhiên khó giữ cái này rồi thì Nga sẽ có thể sang, trước họ đã sang một lần rồi. Bây giờ xu hướng ở đây có nghĩa là bom đạn dồn dập vào toàn bộ khu vực trung tâm, khu vực phía nam. À, thứ hai là phòng thủ của Ukraina tuy là củng cố à, liên tục đến viện binh liên tục đến nhưng mà tiếp tục bị suy yếu bởi vì nga vừa tấn công bằng bom đạn vừa dùng pháo vừa súng trường vừa súng cối vân vân cho nên là cái trận địa của họ mềm đi trông thấy rồi ở tuyến sau thì nga tranh thủ bắn phá rất ác liệt các cái nguồn lực dự trữ của Ukraine như này nó báo hiệu một cái việc là cũng không thể giữ nổi đâu đúng không ạ Thông thường nếu Nga mà bao vây để gây sức ép họ không tiến sâu vào trong thị trấn như này đâu. Đấy nhưng mà họ đã tiến vào đây như thế này là uh, có thể nói rằng là đang quyết chiến rồi. Bây giờ những trận đấu còn lại đang diễn ra ở cái khu vực cánh này nhưng mà chắc là Ukraine không giữ được ở cánh này. Cánh trên thì họ có một chút cao điểm ở đây để họ giữ đúng không ạ? Nhưng mà ở cánh này thì có vẻ là nó dễ hơn. Nó khó hơn để mà Nga có thể tấn công nhưng mà cánh này thì chắc là chỉ một thời gian ngắn nữa là cũng sẽ mất. Trong lúc mất đấy thì họ sẽ tiếp tục uh, gọi là làm mềm toàn bộ cái chiến trường ở trong khu vực uh, trung tâm rồi ép sát toàn bộ ở khu vực Việt Đông và chỉ cần một áp sát vào đến đây một phát vết cắt ngang giống như Adipka là cái Ivaneska này nó cũng sẽ ra đi. Trận địa như thế này nếu mà nói về đánh khơi khơi thì nó rất khó nhưng mà ở góc này thì Nga có rất nhiều lính dù, rất nhiều lính đặc nhiệm. Cho nên là có khả năng một ngày một đêm đẹp trời hoặc là một đêm bão bùng đúng không ạ? Đấy, họ đổ bộ lính dù vào đây họ cắt đường tiếp tế hoặc là chiếm các cao điểm rút lui như thế này tất nhiên là nó là những cái đội nó chấp nhận những cái nguy hiểm đúng không ạ nhưng mà nếu họ làm được mà khả năng làm được là rất cao thì cả thành có khi là cũng bốc hơi chỉ trong một ngày cái uh, sư đoàn uh, dù số 98 chính là sư đoàn đã đánh sân bay Gostome, có thể nói là một cái kỳ tích quân sự của phía Nga. Uh, hồi đầu chiến dịch quân sự bắt đầu cho nên họ đang phụ trách ở một cái mặt trận này cho thấy rằng là Nga quyết tâm rất cao. Vâng, uh, như vậy là ở đây lên tít trên khu vực này chúng ta có một cái trận địa tổn thất vẫn rất cao. Ngày hôm trước thì nó thấp hẳn đi, đúng không ạ? Uh, ngày hôm trước thì toàn tuyến đâu nó chỉ tầm gần 800, ngày hôm trước nữa thì cao nhưng mà ngày hôm nay thì nó lên cao hẳn tới uh, 1.200 mà thực tế hôm nay có nghĩa là chủ nhật của họ đấy a à, thứ hai của họ đấy đến uh, trưa ngày thứ hai điều đấy cho thấy rằng là bắt đầu đầu tuần thì nga đã đánh uh, rất hổ báo rồi chúng ta lên phía trên không có thông tin gì đáng kể từ tuyến này lên tiến tuyến tận tên trên này uh, tuy nhiên thì ngày hôm nay bắt đầu nga lại uh, chiếm ở Sinkovka và tổn thất ở hướng này nó lại lên tới hơn 150 và trong suốt mấy ngày vừa qua thì chúng ta không thấy thông tin gì đúng ạ? Hôm qua tổn thất ở đây cũng cao này, hôm nay cũng cao này và không có thông tin gì. Vậy là có khả năng đã có những cái hoạt động tích cực nào đó hơn bình thường ở khu vực này. Bây giờ thì cái cánh truyền thông báo chí họ cũng kêu rời với phía Nga là quân địch thì gọi là tung rất nhiều video nhưng mà quân ta thì chỉ cho xem demo thôi chứ không có cho xem video. Như vậy là cái chuyện tuyên truyền của À, phía nga là yếu hơn hẳn ukraine tôi nghĩ rằng là tất nhiên về truyền thông thì nó chỉ mang tính chất là nó sướng cái lúc đấy thôi đúng không ạ còn sau đấy thì nó chưa chắc ngoài ra thì cái việc nó lộ những thông tin quan trọng cũng là một cái điểm nó rất là trí tử trong cuộc chiến kiểu như này cho nên là phía nga họ làm thế nó cũng có cái lý của nó và đây là hướng này thì chỉ có một cái bước tiến này thôi phía nga lại đã xuất hiện ở một cái khu vực uh, sâu hơn vào trong khu vực zinjopka chỉ biết là bây giờ ở đây thì bom đạn rơi rất nhiều, đúng không ạ? Và chiến trường im lặng một cách rất đáng ngờ vực thế thôi. Vâng, chúng ta đến nốt với lại chiến trường ở phía dưới, Uleda. Uleda thì không có thông tin gì thêm, chỉ có cái vùng lân cận là Krasnohorivka là Nga đang đánh ác liệt vào trong khu vực phía Nam còn các bước tiến của họ về Heroypka ở phía cánh phía trên rừng uh, phía trước uh, trên phía bắc của uh, cái hồ và phía nam phía hồ đều bị phía Ukraine chặn đứng Ukraine vẫn tiếp tục cùng uh, phòng uh, phản công trong uh, cái khu vực xung quanh Bobida có nghĩa rằng họ vẫn chưa từ bỏ uh, cái khu vực quan trọng này có thông tin là quân của họ tiếp tục đưa ra nữa và bằng mọi giá họ sẽ phòng thủ bằng được uh, trước cửa ngõ đằng sau uh, Bobida từ cái hướng này lên để mà bây giờ mất thì mất thật rồi nhưng mà không cho nga tiến thêm và rình dập cơ hội để mà chiếm lại bằng được bởi vì rõ ràng là họ ý thức được đây chính là cái chìa khóa đúng không ạ để giải quyết toàn bộ cái cánh ở ukraine à, trong khi đấy thì vẫn chuẩn bị cái kế hoạch sơ tán trong trường hợp boabdah mà bong hẳn thì toàn bộ mặt trận này sẽ phải rút nhanh giao tranh bây giờ chủ yếu diễn ra ở hai bên cánh của boabdah với những đòn tấn công của phía nga còn ở khu vực chính giữa thì những đòn phản công của ukraine Nga đang muốn nhanh chóng hình thành hai hướng này để bảo vệ sườn à, Bubkiba. Nếu không bảo vệ kịp mà với cái việc mà Ukraine gây sức ép liên biên thì sớm muộn thì Nga cũng phải rút. Nhìn chung là cái trận địa trong nó khá chênh vênh, đúng không ạ? À, chúng ta cũng rất dễ hiểu thôi. Còn ở Novom uh, Bắc uh, Novomikhailivka thì ngày hôm qua Nga đã tiến vào khá xa, à, tiến rất sát rồi đẩy lui quân Ukraine vào tít khu vực trung tâm và đã có thông tin là họ đã rút hoàn toàn ra khỏi khu vực trung tâm. Đó, nhưng mà còn ở lại cái cánh uh, hướng phía Bắc. Đây cũng là một cái kiểu tấn công là Nga cứ bao vây tấn công ép vào rồi để đấy rồi một cái uh, uh, sự sụp đổ nào đó ở các khu vực lân cận thì họ sẽ tung ra những cái đòn lúc bấy giờ họ tiết kiệm nguồn lực rất nhiều. Uh, khi mà Ukraine rơi vào cái thế hạ phong trên cái dây chuyền là họ sẽ phải lập tức rút lui toàn quân. Phía dưới không có thay đổi gì. Mặt trận này thì uh, lâu lắm rồi hàng ngày nó cũng... Uh, tổn thất toàn trên ba con số trở lên đúng không ạ từ uh, 100 cho tới 100 đến 200 còn thông thường thì nó cứ tầm 150 cứ bào mòn như vậy thì tầm khoảng độ chục ngày chúng ta đã thấy đến 1.500 rồi ở hướng uh, quan trọng nhất cánh này Velika không có thông tin gì và cũng rất là im ắng và làm uh, lọt khe đúng không ạ giữa khu vực này rất nhộn nhạo, chỗ này là cũng rất nhộn nhịp, đấy, cho nên là khu vực này cũng rất đáng ngờ. Uh, hai khu vực bên cạnh của Rabutine thì uh, sôi động những ngày trước nhưng mà ngày hôm nay những ngày gần đây thì lại uh, im re rồi. Rabutine thì uh, vâng chỉ uh, sau khi mà Nga tấn công chớp nhoáng đánh chiếm được 2/3 toàn bộ thị trấn này, sau đó thì uh, Ukraine tung quân phản công, Nga lại rút về và cơ bản bây thị trấn thành vùng xám. Chỉ có mỗi việc là Nga chiếm được kiểm soát toàn bộ cái khu vực phía trái ở đây và giành lại các cao điểm ở các khu vực này thôi nhìn chung thì nó quay trở lại cách đây mấy tháng đúng không ạ đấy đúng là cách đây mấy tháng nó như thế này này lúc mà ukraine mất cả hai ba tháng để chiếm rabutine ấy, thì cái đây giai đoạn mà một nửa đúng không ạ của cái chiến dịch đấy nó như thế này có nghĩa rằng ukraine chiếm được khu vực phía bắc còn nam thì ở nga ở nam còn hai bên đánh nhau khu vực trung tâm và co kèm với nhau hàng tháng trước khi ukraine mới chiếm được à, như vậy là nó quay trở lại cái cũ rồi và tự nhiên nó lại im áng một cách khá là bất thường nhưng không uh, thể thừa nhận được rằng là nga gặp khá nhiều khó khăn trong việc đánh chiếm rabutine sau khi họ đã khá dễ uh, tạo được cái vết cắt đầu tiên bây giờ thì chúng ta đã biết cái bài tấn công của nga hôm đấy là họ tung ra cái uh, hai lượt xe bọc thép uh, mỗi lượt chỉ có hai cái thôi đánh ngang hông của ukraine uh, khiến cho họ đã rút lui rất nhanh chứ không phải một đợt quân lớn cho nên sau khi mà đưa chiếm được uh, khu vực trung tâm thì Ukraine nó củng cố đội hình uh, để mà tung quân đánh trở lại chứ không phải là họ dàn trận địa để mà bọc sườn cho cánh quân này rút lui như là nhiều nguồn tin cho thấy và nhanh chóng thì đội quân của nga ở trong thành cũng đã phải rút về phía phía Nam và hướng phía tây Vâng trận địa đã quay trở lại còn không biết những ngày sắp tới số phận của nó đi về đâu khu vực uh, Kherson thì không có gì đặc biệt ngoài việc là quân đoàn Kraken, quân đoàn khét tiến của Ukraine đã có mặt ở Kherson. Đây là một cái lực lượng uh, dân tộc cực đoan, uh, tân phát xít đại khái là ở cái dạng nó còn kinh hơn cả Azov. Đơn vị này thì uh, họ sẵn sàng phạm những cái gọi là hành động tội ác chiến tranh với cả quân đội Nga cũng như là dân thường, cho nên là không hiểu họ xuất hiện ở đây làm gì còn ở đây bên phía nga thì cũng đã xuất hiện cánh quân của wagner ở cái khu vực này như vậy là hai đội quân khét tiếng của hai bên ở đây phía nga tấn công vào kho đạn rất lớn của nga phát nổ trên quy mô lớn còn ukraine thì cũng đã bắn dùng hima bắn vào một cái cả cái xe tải của phía nga tức là một cái mục tiêu nó rất rẻ bèo nhưng mà cũng chi cả một cái con hima để bắn vào điều này cho thấy là ukraine dạo này đã có đạn hima rồi và dường như nó được uh, sản xuất từ một nước thứ ba nào đó để cung cấp cho họ đúng không ạ khả năng là ba lan vậy là thông tin chiến trận thì chúng ta thấy rằng là phía nga tiếp tục săn lùng được những cái tài sản rất quan trọng của ukraine trên hậu tuyến đúng không ạ à, và đặc biệt là một cái xe cái hoạt động mang tính chất biểu tượng thôi nó cũng không quan trọng lắm là một chiếc tăng abram huyền thoại của mỹ đã bị phía nga đốt cháy À, chúng ta có thể thấy nhiều người ta kỳ vọng về cái áp ram của mỹ là người ta nói rằng là đây cái tay paul Massaro này tay này thì là một cái tay mà có hai quốc tịch mỹ và ukraine và là một cái người phụ trách các vấn đề liên quan tới ukraine ở chính phủ mỹ và cái quan điểm thì còn kinh hở hơn cả cái ông mark Fon, cựu đại sứ mỹ tại nga À ngày xưa thì uh, nhìn thấy cái tăng uh, Abrams nó chuẩn bị đến năm uh, tháng 5 năm 2023 thì nói rằng là uh, chắc chắn là khi uh, những cái kẻ những cái uh, đội quân của Putin mà gặp cái xe tăng đầu tiên, xe tăng Abrams đầu tiên sẽ là một cái cảnh tượng cực kỳ choáng ngợp. và tóm lại là kiểu như là chạy gọi là chạy chạy chạy, chạy gọi là xuyên bê tông ấy đúng không ạ? Chạy mất dép đấy. Thế nhưng mà không ngờ rằng là chiếc xe tăng đầu tiên phát hiện ra thì nó đã bị đốt cháy ngay rồi. Những cái hình ảnh, hình tượng như này ấy mà thì nó biểu tượng cho Ukraine rất nhiều quý vị nhé. Chúng ta thấy rõ ràng đúng không ạ? Là nó phụ thuộc rất nhiều vào những sự hy vọng và những sự hy vọng đấy thì nếu suy nghĩ kỹ một tí, nó rất là vô vọng. Ukraine đặt niềm tin vào đồ chơi thay đổi cuộc chơi của Mỹ, đúng không ạ? Để chiến thắng cuộc chiến này thì cũng không khác gì họ dựa vào người Mỹ để thay đổi cuộc chiến này. Có thể nói là nó không đáng tin cậy, đúng không ạ? Nói đúng một cái từ như vậy. Bây giờ thì không chỉ Áp Ram đâu, mà cái xe bọc thép lừng lẫy của Ngụy, uh, uh, xe Bradley ấy, người ta nói rằng là nước Nga uh, bây giờ cũng trở thành một nước sở hữu xe Bradley lớn hàng đầu thế giới chỉ sau mỗi Mỹ thôi chỉ riêng cái khu vực uh, gọi là Adipka thì đã có tới một uh, gọi là hơn một đại đội Bradley đã chôn vùi ở đấy và thậm chí là bị kéo về khá nhiều như vậy là Ukraine chính là nhà tài trợ Bradley lớn nhất cho phía nga và hôm nay là bắt đầu thứ hai của họ có nghĩa rằng là chúng ta sẽ chứng kiến một cái tuần uh, rất sôi động đúng không ạ một cái tuần uh, bắt đầu uh, kết thúc chiến dịch Adipka và phía nga bắt đầu tiếp tục khai thác triển khai thêm những cái lợi thế từ cái Adipka đó rồi là ở không gian chiến cuộc chúng ta thấy những cái động thái di chuyển quân lớn của nga cánh phía nam cộng với việc sự xuất hiện của ông tổng tham mưu trưởng và sự im lìm rất là đáng ngờ ở khu vực phía đông bắc như vậy những điều đấy cho chúng ta có quyền hy vọng và một cái gọi là một cái hiệp và hai đúng không ạ rất sôi động trong trận đấu diễn ra vào tuần này cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo chúc quý vị một buổi trưa vui vẻ mạnh khỏe tươi trẻ